Cái này mềm mềm, không được cứng đâu. Múc mềm này, 1 nữa, hãng ngược nó tự nó trôi xuống. Về mình phải hái dây không cả. Không xuống ấy, xuống. Đây, chiều xuống nhá, chiều xuống đây. Nó lôi lên này. Đấy, nó lôi xuống. Lôi xuống cam ngay. Nhẹ quá. Đấy bây giờ nó vẫn xuống được là như nào nhỉ? Đây là mở ra thì nó xuống, mở hết xuống thì nó xuống. Đấy, tí nữa mày cầu kìa. Nó xuống cái xuống thôi này. Thì là nó hãm ngược, tự nó trôi xuống từ từ. Mà cái số nhẹ nhất